Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump mới đây đã đưa ra cam kết sẽ áp thuế 25% lên tất cả sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada và thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc để ép các nước này giải quyết dứt điểm vấn đề vượt biên trái phép, buôn lậu ma túy. Thông báo của ông gây hiệu ứng lan tỏa trên các thị trường quốc tế và được dự báo có tác động lớn đối với thương mại quốc tế. Thông báo của ông Trump đã gây chấn động thị trường quốc tế và cho thấy rõ ý định thực thi chính sách kinh tế nước Mỹ trên hết mang tính tập trung, điều đã giúp ông tái đắc cử Tổng thống. Chống nhập cư và ma túy. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump cho biết ông sẽ áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada ngay ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, đồng thời khẳng định các biện pháp này sẽ tiếp tục cho đến khi chấm dứt cuộc xâm lược của người nhập cư, không giấy tờ và ma túy. Ông Trump viết, cả Mexico và Canada đều có quyền và khả năng tuyệt đối để dễ dàng giải quyết vấn đề đã kéo dài này. Chúng tôi yêu cầu họ sử dụng quyền này và cho đến khi họ làm được, họ sẽ phải trả giá rất đắt. Vị tổng thống đắc cử sau đó viết thêm rằng ông sẽ áp thêm thuế 10% đối với hàng Trung Quốc, ngoài các mức thuế hiện có, cho đến khi nước này có hành động ngăn chặn buôn lậu fentanyl. Hiện vẫn chưa rõ liệu các mức thuế mà ông Trump đề xuất sẽ bổ sung hay thay thế những mức thuế đã được ông đề cập trong chiến dịch tranh cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ áp thuế 60% hoặc cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và gợi ý có thể áp thuế lên đến 1.000% đối với xe nhập khẩu từ Mexico. Ông Trump tuyên bố, đại diện Trung Quốc đã nói với tôi rằng họ sẽ áp dụng mức án tối đa, tức là tử hình, cho bất kỳ kẻ buôn bán ma túy nào bị bắt. Nhưng đáng tiếc, họ không thực hiện và ma túy vẫn tràn vào đất nước chúng ta qua Mexico và mức độ chưa từng thấy trước đây. Ngay sau thông báo của ông Trump, các đồng tiền như đô la Canada, peso Mexico, euro, bảng Anh, won Hàn Quốc, đô la Úc đều giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Hầu hết các chỉ số chứng khoán chính tại châu Á đều giảm, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản dẫn đầu với mức giảm 1,59% tính đến 14 giờ ngày 26 tháng 11 theo giờ địa phương. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Canada, bà Chrystia Freeland cho biết, Canada và Mỹ có một trong những mối quan hệ mạnh mẽ và gần gũi nhất, đặc biệt về thương mại và an ninh biên giới. Bà Freeland tuyên bố, dù không trực tiếp đề cập đến mối đe dọa thuế quan của ông Trump, Canada ưu tiên cao nhất cho an ninh biên giới và tính toàn vẹn của biên giới chung. Quan hệ giữa chúng ta hôm nay là cân bằng và đôi bên cùng có lợi, đặc biệt với người lao động Mỹ. Hiện nay, Canada mua nhiều hàng từ Mỹ hơn cả Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp và Anh cộng lại. Bà Freeland nói thêm rằng, chính quyền Mỹ và Canada hợp tác hàng ngày để ngăn chặn fentanyl từ Trung Quốc và các quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh dầu mỏ của Canada là thiết yếu cho nguồn cung năng lượng nội địa của Mỹ. Thủ hiến tỉnh Ontario, Canada, ông Duffer, nhận định các mức thuế đề xuất sẽ gây tàn phá cho người lao động và việc làm ở cả hai quốc gia. Ông Ford viết trên mạng xã hội X, chính phủ liên bang cần nghiêm túc với tình hình ở biên giới. Đài truyền hình quốc gia Canada mô tả thông báo của ông Trump là lời đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Canada trong nhiều năm. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ thì tuyên bố rằng không ai sẽ chiến thắng trong cuộc chiến thương mại giữa hai bên. Phát ngôn viên Trung Quốc Lưu Bằng Vũ cho biết, về vấn đề thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc tin rằng hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia mang tính đôi bên cùng có lợi. Đề xuất của ông Trump có thể gây ra những tác động lớn đối với thương mại quốc tế, dù trước đây ông từng đưa ra những lời đe dọa tương tự nhưng không thực hiện. Ứng viên Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mô tả thuế quan là một công cụ hữu ích để tăng cường vị thế của Tổng thống khi đàm phán với các quốc gia khác. Nhà kinh tế cấp cao khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Natixis ở Hồng Kông, Trung Quốc nhận định thuế quan có thể dẫn đến lạm phát cao hơn ở Mỹ, khiến Cục Dự trữ Liên bang khó cắt giảm lãi suất hơn. Kìm hãm tăng trưởng toàn cầu. Nếu được thực thi, các mức thuế mà Tổng thống đắc cử đề xuất đối với Mexico và Canada sẽ đặt ra câu hỏi tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada, một thỏa thuận thương mại tự do được ông Trump ký kết mà phần lớn duy trì các điều khoản của Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ trước đó. Ông Tim Harcourt nói, có vẻ như các thay đổi thuế quan của ông Trump có thể chấm dứt Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ theo định nghĩa, vì đây là một Hiệp định Thương mại tự do giữa Mỹ với Canada và Mexico. Nhà kinh tế trưởng tại Viện Chính sách Công và Quản trị thuộc Đại học Công nghệ Sydney, Tim Harcourt cho biết thêm, Tổng thống đắc cử nói rằng điều này dựa trên việc cấm fentanyl bằng cách ngừng thương mại hoặc đưa ra một biện pháp răn đe và ngừng nhập cư, nhưng hàng hóa không phải fentanyl cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều nhà kinh tế cảnh báo rằng các đề xuất áp thuế suất cao của ông Trump sẽ làm tăng chi phí hàng hóa hàng ngày ở Mỹ và kìm hãm tăng trưởng toàn cầu. Những người ủng hộ ông Trump cho rằng thuế quan sẽ khuyến khích việc đưa các công việc sản xuất từ nước ngoài trở lại và đào tạo đòn bẩy lớn hơn cho chính quyền của ông trong việc đạt được các thỏa thuận thương mại có lợi hơn với nhiều quốc gia khác. Ngày 25 tháng 11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Mỹ, ông Lưu Bằng Vũ,
đã đưa ra cảnh báo cả hai nước đều sẽ không được hưởng lợi nếu xảy ra chiến tranh thương mại, được xem là đáp lại việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc ngay khi lên nắm quyền vào tháng 1 năm 2025. Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định, hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia về cơ bản là có lợi cho cả hai bên. Tuyên bố nhấn mạnh những nỗ lực của Trung Quốc trong việc chống nạn buôn ma túy thông qua thỏa thuận hợp tác giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden vào năm ngoái. Đây vốn là vấn đề được ông Trump viện dẫn khi công bố biện pháp thuế quan nhằm vào Trung Quốc. Trong tuyên bố của mình, ông Lưu Bằng Vũ cho biết Trung Quốc đã thực hiện các bước để chống lại buôn lậu ma túy sau khi đạt được thỏa thuận vào năm ngoái giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Lưu Bằng Vũ tuyên bố, Trung Quốc đã thông báo với phía Mỹ về những tiến triển đạt được trong các hoạt động thực thi pháp luật liên quan đến Mỹ nhằm chống ma túy. Do vậy, những phát biểu của ông Donald Trump cho rằng Bắc Kinh cố tình cho phép các tiền chất fentanyl tràn vào Mỹ hoàn toàn đi ngược lại sự thật và thực tế. Mỹ thúc giục Trung Quốc thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là đối với tài chính bất hợp pháp và kiểm soát các hóa chất. Về phần mình, Trung Quốc cũng cam kết thắt chặt kiểm soát 3 loại hóa chất cần thiết cho sản xuất fentanyl. Tại Mỹ, nơi lạm dụng fentanyl đã trở thành một nguyên nhân chính gây tử vong. Chính quyền Washington đã kêu gọi Bắc Kinh thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc thực thi pháp luật, bao gồm cả việc xử lý tài chính bất hợp pháp và tăng cường kiểm soát đối với các loại hóa chất. Hồi tháng 6, công tố viên hàng đầu của Trung Quốc đã kêu gọi các quan chức thực thi pháp luật tập trung vào việc chống lại buôn lậu ma túy. Trung Quốc và Mỹ đã công bố một cuộc điều tra chung hiếm hoi về ma túy. Đến tháng 8, chỉ vài ngày sau cuộc họp của nhóm công tác chung về chống ma túy, Trung Quốc tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát 3 loại hóa chất quan trọng trong sản xuất fentanyl. Không chỉ Trung Quốc, ông Donald Trump cũng đã công bố chiến lược áp thuế rộng hơn khi nhắm vào Mexico và Canada với mức thuế 25% được đề xuất đối với tất cả các sản phẩm từ các quốc gia này do lo ngại về các vấn đề như nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy. Trước đó, ông Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social, vào ngày 20 tháng 1, một trong những sắc lệnh hành pháp đầu tiên của tôi sẽ ký tất cả các tài liệu cần thiết để áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada và Mỹ. Đối với hàng hóa Trung Quốc, ông Trump cho biết cũng sẽ áp mức thuế tăng thêm 10% so với hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, trừ phi nước này kiểm soát được việc vận chuyển ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Ông Trump nói, tôi đã có nhiều cuộc thảo luận với Trung Quốc về lượng lớn ma túy, đặc biệt là fentanyl, được đưa vào Mỹ nhưng đều vô ích. Thông báo trên đã gây chấn động khắp các thị trường toàn cầu, với các chỉ số chứng khoán châu Á giảm và đồng đô la Mỹ tăng giá. Mối đe dọa về căng thẳng thương mại gia tăng đã làm dấy lên lo ngại về bất ổn kinh tế, đặc biệt là ở các nền kinh tế dựa vào xuất khẩu nhiều như Nhật Bản và Trung Quốc. Ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ áp đặt mức thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, Canada và Trung Quốc ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Ông Trump khẳng định đây là động thái nhằm đối phó với tình trạng nhập cư bất hợp pháp, tội phạm và ma túy tràn qua biên giới Mỹ. Ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, vào ngày 20 tháng 1, một trong những sắc lệnh hành pháp đầu tiên của tôi sẽ ký tất cả tài liệu cần thiết để áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada vào Mỹ. Chấm dứt tình trạng biên giới mở, không thể chấp nhận được. Mức thuế này sẽ duy trì cho đến khi tình trạng ma túy, đặc biệt là fentanyl và dòng người nhập cư bất hợp pháp bị ngăn chặn hoàn toàn. Ông cũng nhấn mạnh rằng các nước láng giềng của Mỹ hoàn toàn có khả năng giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, ông cho biết Trung Quốc cũng sẽ phải đối mặt với mức thuế tăng thêm 10% so với hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, trừ phi nước này kiểm soát được việc vận chuyển ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Ông Trump viết, tôi đã có nhiều cuộc thảo luận với Trung Quốc về lượng lớn ma túy, đặc biệt là fentanyl, được đưa vào Mỹ nhưng đều vô ích. Ông cũng cáo buộc rằng các quan chức Trung Quốc từng hứa xử tử những kẻ buôn ma túy bị bắt quả tang nhưng chưa bao giờ thực hiện. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ chủ chốt, giống như ông từng làm trong nhiệm kỳ đầu tiên, để thúc đẩy sản xuất trong nước và tăng nguồn thu ngân sách nhằm bù đắp cho những khoản thâm hụt từ kế hoạch cắt giảm thuế. Thuế quan là loại thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Dù ông Trump tuyên bố rằng các nước bị nhắm đến sẽ phải chịu thuế quan, trên thực tế, chi phí này thường do các công ty nhập khẩu trả và sau đó được chuyển cho người tiêu dùng Mỹ. Phần lớn các nhà kinh tế học cho rằng thuế quan làm tăng lạm phát. Theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, mức thuế mà ông Trump đề xuất có thể khiến mỗi hộ gia đình Mỹ tốn thêm 2.600 đô la Mỹ mỗi năm. Ông Scott Bessent, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Tài chính cho rằng, nếu thực hiện đúng cách, thuế quan sẽ không gây lạm phát. Việc bổ nhiệm ông Bessent được phố Wall đánh giá cao bởi ông được kỳ vọng sẽ áp dụng thuế quan theo lộ trình hợp lý. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Bessent sẽ phải chịu trách nhiệm thực thi các chính sách thuế quan.
phối hợp cùng Bộ trưởng Thương mại và đại diện Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, quyền lực cuối cùng vẫn nằm trong tay Tổng thống và ông Trump có thể áp dụng mức thuế mới chỉ bằng một chữ ký, như từng làm trong nhiệm kỳ trước khi áp thuế nặng lên hàng hóa Trung Quốc. Mặc dù vậy, thuế quan thường kéo theo các biện pháp trả đũa từ các quốc gia bị nhắm mục tiêu, dẫn đến chiến tranh thương mại. Đây cũng chính là điều đã xảy ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, làm suy giảm hiệu quả đối với sản xuất trong nước khi hàng hóa Mỹ kém hấp dẫn hơn trên thị trường quốc tế. Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump cam kết áp dụng các mức thuế quan còn cao hơn, với đề xuất lên đến 60% đối với hàng hóa Trung Quốc và mức thuế chung từ 10 đến 20% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu khác vào Mỹ. Sự trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump không chỉ đánh dấu thay đổi trong cục diện chính trị Mỹ mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về một trật tự thế giới mới trong bối cảnh hậu toàn cầu hóa. Các chính sách trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, từ các cuộc chiến thương mại đến chiến lược nước Mỹ trên hết và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy những thay đổi sâu sắc, khơi dậy xu hướng ưu tiên lợi ích quốc gia, đẩy mạnh sản xuất nội địa và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, chính sách của ông Trump được cho là sẽ tiếp tục tái định hình cấu trúc kinh tế toàn cầu. Bà Karen Harris, giám đốc điều hành Bain & Co., đã nhấn mạnh rằng thế giới đang chứng kiến sự tái thiết lập vai trò trung tâm của nhà nước với các mối quan hệ quốc tế chuyển dịch từ đa phương sang song phương và giao dịch dựa trên lợi ích thực tế. Những thay đổi này phản ánh xu hướng tìm kiếm sự cân bằng giữa lợi ích quốc gia và hợp tác toàn cầu, nhưng con đường phía trước không hề dễ dàng. Trong trật tự thế giới mới, Trung Quốc và châu Âu là hai khu vực đối mặt với những thách thức lớn nhất. Với mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào xuất khẩu và thị trường quốc tế, Trung Quốc dễ bị tổn thương trước chính sách bảo hộ của Mỹ. Việc buộc phải chuyển trọng tâm sang tiêu dùng nội địa sẽ đòi hỏi những thay đổi cơ bản mà Trung Quốc đã né tránh trong nhiều thập kỷ. Đồng thời, châu Âu cũng phải đối mặt với bài toán duy trì quan hệ với Mỹ trong khi tránh phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Việc cân bằng giữa hai cường quốc kinh tế lớn sẽ không hề dễ dàng, đặc biệt là trong một môi trường địa chính trị đầy bất ổn. Ông Jack Smith, công tố viên đặc biệt, ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương, đã bãi bỏ hai cáo buộc can thiệp bầu cử và lưu giữ tài liệu mật trái phép chống lại ông Donald Trump. Ông Smith, viện dẫn chính sách của Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng việc truy tố các tổng thống đang đương nhiệm là vi hiến. Công tố viên đặc biệt Jack Smith từng đưa ra hai vụ án trọng tội chống lại ông Trump với cáo buộc tìm cách lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và lưu giữ trái phép các tài liệu mật sau khi mãn nhiệm. Động thái của ông Jack Smith được đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt đầu thực hiện các lựa chọn của mình cho các vị trí lãnh đạo Bộ Tư pháp. Ông Trump trong chiến dịch tranh cử đã tuyên bố sẽ sa thải ông Smith trong vòng 2 giây, ngay sau khi nhậm chức và mở các cuộc điều tra công tố viên đã truy đuổi ông. Ông Smith đã phát đi tín hiệu cho thấy ông có ý định từ chức trước khi ông Trump nhậm chức. Ông Smith cho rằng đây là trường hợp chưa từng có khi một bản cáo trạng liên bang chống lại một công dân đã được đại bồi thẩm đoàn trả lại và một cuộc truy tố hình sự đang được tiến hành khi bị cáo được bầu làm tổng thống. Vụ việc cũng dẫn đến phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án tối cao mùa hè vừa qua, trao cho ông Trump và tất cả các cựu tổng thống tương lai một hình thức miễn trừ rộng rãi khỏi bị truy tố đối với các cáo buộc phát sinh từ nhiệm vụ chính thức của họ. Phán quyết đó sẽ định hình cách mà các tổng thống hoặc không phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn trước các công tố viên. Trump đắc cử tổng thống Mỹ, hy vọng về việc chấm dứt xung đột Ukraine và Nga bằng một giải pháp hòa bình ngày càng gia tăng. Theo tờ Business Insider, cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều bày tỏ sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng mọi thỏa thuận hòa bình sẽ khó có thể duy trì nếu không đi kèm với các đảm bảo an ninh vững chắc cho Ukraine. Paul Comery, nhà phân tích chính sách tại Tổ chức Nghiên cứu Phát triển RAND, nhận định một thỏa thuận bền vững phải đảm bảo củng cố và duy trì vị thế của Ukraine. Một trong những yếu tố quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình là liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không. Tổng thống Nga Putin luôn yêu cầu Ukraine giữ thái độ trung lập như điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, và có vẻ ông Trump cũng sẽ đồng ý với yêu cầu đó. James David Vance, chính trị gia người Mỹ, bạn đồng hành của ông Trump trong cuộc bầu cử, cho rằng Tổng thống đắc cử có thể đồng ý với yêu cầu và rằng Nga sẽ nhận được sự bảo đảm trung lập từ Ukraine như một phần của thỏa thuận. Dù ông Trump loại bỏ tư cách thành viên NATO của Ukraine ra khỏi bàn đàm phán, một loạt thỏa thuận an ninh khác vẫn có thể được đàm phán. Ngoại trưởng Estonia Margus Taxna đề xuất triển khai lực lượng quân sự từ các đồng minh châu Âu của Ukraine để ngăn chặn Nga hoặc tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine thông qua các chương trình viện trợ quân sự. Dù đã cải thiện đáng kể năng lực quân sự từ năm 2014, Ukraine vẫn cần sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây. Theo Comeria,
Một thỏa thuận thiếu cam kết mạnh mẽ chỉ có thể kéo dài sự tạm dừng chiến sự, trong khi Nga tái tổ chức lực lượng. Ngày 21 tháng 11, tờ New York Times có bài viết cho hay, các quan chức của Mỹ và châu Âu đang thảo luận về khả năng răn đe như một biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine. Biện pháp này có thể được thực hiện dưới dạng tạo ra kho dự trữ vũ khí thông thường trên lãnh thổ Ukraine. Một số quan chức thậm chí còn đưa ra lựa chọn rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ trả lại cho Ukraine số vũ khí hạt nhân thu từ nước này sau khi Liên Xô sụp đổ. New York Times nhấn mạnh rằng bước đi như vậy sẽ khó khăn và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc chế tạo vũ khí hạt nhân trong thế giới hiện đại không khó nhưng vẫn chưa rõ Ukraine có khả năng làm được điều này hay không. Ông Putin cũng gọi những thông tin cho rằng Ukraine có thể sở hữu vũ khí hạt nhân là một hành động khiêu khích khác. Tổng thống Putin lưu ý, bất kỳ bước đi nào hướng tới việc tạo ra vũ khí hạt nhân từ phía Ukraine sẽ gặp phải phản ứng thích hợp. Nga sẽ không cho phép tạo ra vũ khí hạt nhân ở Ukraine trong bất kỳ trường hợp nào. Ông Putin cũng nhấn mạnh, Nga sẽ theo dõi xem có nước nào ở phương Tây muốn chuyển vũ khí hạt nhân cho Ukraine hay không. Theo kết quả khảo sát mới đây của kênh tin tức CBS News của Mỹ và hãng nghiên cứu thị trường YouGov của Anh, gần 60% người dân Mỹ đánh giá tích cực về cách Tổng thống đắc cử Donald Trump xử lý quá trình chuyển giao quyền lực từ Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 19 đến 22 tháng 11 với sự tham gia của 2.232 công dân Mỹ trưởng thành. Kết quả cho thấy 59% người tham gia khảo sát cho biết họ đồng tình với cách ông Trump xử lý quá trình chuyển giao quyền lực, trong khi 41% còn lại không tán thành. Cũng theo cuộc khảo sát, có 95% số người ủng hộ Đảng Cộng Hòa bày tỏ lạc quan hoặc cảm thấy được truyền cảm hứng về nhiệm kỳ sắp tới của ông Trump, trong khi 5% tỏ ra lo lắng. Trong số những người ủng hộ Đảng Dân Chủ, tỷ lệ lo lắng là 85%. Trước đó vào ngày 13 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gặp nhau tại Nhà Trắng để thảo luận về công tác chuyển giao quyền lực sau khi ông Trump giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 vừa qua. Tại cuộc gặp, Tổng thống Joe Biden đã chúc mừng chiến thắng của ông Trump và cam kết sẽ tuân thủ truyền thống, đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. Về phần mình, Tổng thống đắc cử Trump cũng khẳng định mọi việc sẽ được thực hiện một cách êm thấm và ông cũng rất trân trọng những nỗ lực đó.